Xin chào tất cả các bạn đang xem và theo dõi kênh YouTube Vườn nhà Bon. Hôm nay nhà mình tiến hành trồng cái đào cục, đào đào con, đào giống đấy. Và tiện đây mình chia chia sẻ với các bạn về cái cái điều kiện tốt để cho cây đào nó phát triển và cái thời điểm để mình bón phân. Thực ra cái chỗ này nhà mình là vừa mới đánh cây đi này, xong mình làm đất luôn mình tầm này là đang hết hết cái phân ấy mình không đủ cái phân để mình bón. làm ra mình không bón nót được. đấy, thì sau khi mình trồng như này, đợi cây nó hồi, nó hồi đã, xong rồi mình mới tiến hành mình bón. vì mình không bón nót được mà cái giai đoạn mà cái phân của mình nó chưa đảm bảo ấy, thì mình cũng chưa cần bón. Đây hôm nay có các bà làm cho nhà mình và à, ông phép ông phép quen thuộc bạn nào hay xem video của mình thì rất là quen thuộc với ông phép rồi hôm nay anh hoa cả anh minh thì về quê đâm ra thiếu người không đủ người đây cái chỗ này chỗ đất này này thì mình nên uống bằng máy cái máy kéo máy cày nhà mình đấy còn đây là cái cây giống nhà mình ghép nhà mình tự làm giống đấy vì nhiều lúc mình đi mua ấy nó không được đảm bảo đấy, đây là cái à, cái cây giống nhà mình này mình ghép cục thôi đóng cục chứ mình không ghép mắt ghép mắt cái tỉ lệ đậu của nó sẽ thấp hơn là cái cục này và lưu ý khi khi mình trồng nhé mình trồng mình loại bỏ hết cái cái mắt này đi à, cái mắt đào đào dại này, mình chỉ mượn bộ rễ của nó thôi. Đấy những cái cái mầm đào dại lên này, này. Các bạn vặt hết đi. Bỏ hết cái mầm đi. Đây mình bỏ từ trước đây. Những cái vết đây này. Đấy, mình đánh cây là mình bỏ luôn. Để cho nó tập trung nó nuôi cái mầm đào chính của mình ở trên này thôi chứ mình không 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 để cái mầm đào dại đấy để cái mầm đào dại đấy là nó rất là khỏe nó khỏe hơn rất nhiều so với cái mầm đào chính của mình nhà mình không 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 nhân giống bằng phương pháp gieo hạt vì gieo hạt nó hay bị nai sang các giống đào khác nữa khi ong bướm nó thụ phấn tất cả cái giống đào nhà mình là đều ghép từ bé nha đấy ghép từ bé như này xong mình nuôi to lên chứ không mình mình không ghép cái đào nó to sẵn cái gốc nó to sẵn đấy ghép như này thì nó mượn được cái bộ rễ của cây đào dại ấy, thì nó sẽ rất là khỏe đây là cái phương pháp nhân giống và nó đảm bảo được cái đặc tính nguyên nguyên của cái bông hoa đào mình ghép vào này này nó không bị nai nice sang này cây để to thế này và hồng ạ. Đấy cái cục to là là to Và lưu ý khi mình trồng cây nhé Mình trồng cây thì các bạn là Nên chọn những cây to mình trồng riêng Và cây nhỏ mình trồng riêng ra hẳn một luống ấy Đấy một, một luống thì các bạn nên chọn hẳn cái cây nhỏ này này Đây như hai cây này Thì mình sẽ trồng hai luống khác nhau Đấy nếu mà vườn các bạn mà rộng ấy thì các bạn trồng hai đầu ập lại đây đằng này là mình trồng cây nhỏ này cây cây nhỏ mình nọc về đằng vế đằng này còn cái vế đầu mình đây thì mình sẽ trồng những cây nó to hơn đấy những cây to là ở bên đằng này còn những cây nhỏ đằng này đây hôm nay nhà mình không đủ người Nên mình chỉ à, gọi là vùi nó xuống đất thôi xong mình tưới đến lúc nào mình có thời gian có đủ nhân lực thì mình mới tiến hành gọi là vun vòng quanh vòng quanh cái gốc này. vun vòng quanh để tạo thành một cái cái miệng cái miệng để đựng nước để mình xong rồi mình sẽ rạch vòng quanh à, đến cái giai đoạn bón mình lưu ý khi trồng cái này này thì mình tưới như này đã đấy nó có thời gian thì mình sẽ đi rạch vòng quanh này cho sâu xuống. Sâu xuống. Mình rạch rạch bằng cuốc đây mình không có không có cuốc đây. Mình quay điện thoại cũng không cầm được cuốc. Quay 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 video này cũng không cầm được cuốc này. Đấy thì mình rạch cho cái 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 rãnh cái nó sâu như này này. Nó khoảng độ 10 15 phân gì đấy. Sau đó thì mình mới bón phân vào đây đấy mình bón phân vào đây để cho nó phân nó đọng ở dưới này sau đó mình bón phân xong thì mình mới nấp đất mình mới nấp đất lại để cho cỏ kiếp nó hoặc là mưa nó không bị uh, trôi mất cái phân của mình đi đấy nó cứ im ở dưới đất này thôi thì cây bén chân cây bén chân thì nó sẽ bò rễ ra đây nó ăn cái, cái 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 phân ở đây lấy dinh dưỡng từ đây ra đấy là mình nhử cái bộ rễ và khi bón phân như này là lúc mưa ấy là nó sẽ thấm xuống, nó thấm dần xuống. Và cái giai đoạn để mình bón phân như vậy thì nếu mà tốt nhất là cây đào của các bạn nếu mà không bón được nót nhá. Không bón được nót thì trồng nó bén chân, bén chân nó hồi cây chắc độ lửa tháng hoặc là 20 ngày. Đấy là nó là những cây đấy nó sẽ hồi nó nó bén chân rồi. Nó bén dễ ra rồi. Đấy thì mình bón luôn trong cái giai đoạn đấy Mình sẽ rạch như này Mình rạch như này để mình bón Đấy là trong trường hợp mà không bón được nót Nếu mà các bạn bón được nót cái phân trước rồi ấy, Thì có thể bón muộn hơn cũng được Cây nó vẫn có lực Và cái mình chia sẻ nốt cái điều kiện Cái điều kiện để cây đào nó phát triển tốt ấy là cái đất của các bạn nó phải uh, nỏ ải này, cái quan trọng nhất là đất nỏ ải và nó thoát nước tốt, đấy là cái điều kiện uh, phát triển tốt nhất cho cây đào. Và cái uh, đất của các bạn ấy, uh, nó thoát nước tốt là thứ nhất, thứ hai là nếu mà các bạn trồng cây đào rồi ý, thì các bạn không nên trồng uh, luôn cây đào vào đấy, nó sẽ không được khỏe. Nó như nhà mình đây này, những cây đào này ít nữa nó sẽ không bao giờ được khỏe bằng những cái cây đào uh, mình uh, trồng ở chỗ đất khác mình làm được nỏ ải từ trước rồi thực ra là cái chỗ đất này nó chưa được nỏ ải đâu vì mình đánh cây đi xong rồi mình mới làm đất mình trồng cây vào đánh cây bán lúc tết ý giáp tết là mình mới đánh cây ở đây đi này đánh xong vừa rồi ra riêng mình dọn dẹp dọn hết vườn mình mới làm được đất thì cái đất này nó cũng chưa đảm bảo để mình trồng cây đào cho nó nên khỏe đấy cái điều kiện của cây đào nó cứ phải thoát nước tốt. Thoát nước tốt, không bao giờ bị úng thì là cây đào nó sẽ phát triển mạnh nhất, khỏe nhất. Đấy là mình chia sẻ cách nhà mình trồng cây đào con và sau khi mình trồng là mình bón. Đấy, lúc nào cây nó hồi nó bén rễ rồi thì mình tiến hành bón, đấy là lúc chưa bón nốt nhá. Còn bón nốt rồi thì mình có thể làm muộn hơn cũng được. chỗ này nhà mình vừa rồi chồng mình đếm hố là được 193 cây mình trồng cây cái cây này là mét rưỡi này mình sẽ nuôi một năm nay nuôi thả rông vì chỗ này chắc chắn là ít nữa cây nó sẽ nên nó không không được tốt vì mình đất của mình nó vẫn chưa được ải ấy. thì mình sẽ thả nó một năm sau đó mình sang năm mình mới xử lý uốn đào ngũ phúc hoặc là đào bonsai đấy là tùy theo cái kế hoạch của năm sau bây giờ là mình cứ trồng cái cây này vào đây đã cho nó sống đã. Đấy, các bạn mà có câu hỏi gì về cây đào thì cứ để bình luận ở bên dưới à, cái gì mình biết mình sẽ hoặc là là các bạn là nhiều câu hỏi nó giống nhau ấy mình sẽ làm một cái video mình chia sẻ. và mình chia sẻ những cái những những cái mình mình nhà mình làm nhé mình biết thôi còn thực ra là cũng có một số nhà vườn làm kiểu khác ấy thì các bạn có hỏi ví dụ như tưới kích rễ này tưới kích rễ là thực ra là nhà mình à, cũng chưa dùng cái thuốc kích rễ ra mình cũng không không hiểu am hiểu sâu về cái thuốc kích rễ đấy Đấy nhà mình canh tác theo vẫn theo kiểu truyền thống ấy. đất à, nỏ ải à, rồi mình bón phân hữu cơ đấy à đấy về cái vấn đề bón phân thì nếu như lúc đầu này nếu mà các bạn không có phân hữu cơ ấy thì các bạn có thể bón cái phân nbk nhé cái tỷ lệ đạm nân Kali nó đều cũng được ví dụ đạm cái nbk đấy đạm nân và Kali nó tỷ lệ bằng nhau còn khi đến lúc lúc đầu các bạn mà không có cái phân chuồng hoặc là phân hữu cơ ủ ải nhá thì các bạn bón thế còn nếu mà như có phân hữu cơ hoặc là phân chuồng các bạn ủ ải rồi Thì các bạn bón luôn cho cây Đấy là mình mà làm cái phân hữu cơ nó không kịp ý Như nhà mình vừa rồi là bị không kịp đấy Còn khi bón phân ý Thì bón cái phân NBK ấy Thì các bạn chỉ rắc vòng quanh gốc này thôi này Vòng quanh gốc những cây nhỏ như này các bạn chỉ cho ít thôi nhá Cho nhiều là nó sót dễ nó chết Còn lúc nào mình bón phân hữu cơ thì mình mới 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 rạch đất ra như này để mình bón, chứ mình không bón cái phân hữu cơ nó phủ ở trên bề mặt vì nó sẽ rất là dễ trôi, rửa trôi do mưa hoặc là cỏ nó sẽ hấp thụ hết, ăn hết cái phân đấy. Còn cái phân NPK thì các bạn bón là nó nó tan luôn trong đất, ấy. sau khi tưới là nó tan luôn trong đất là là cái cây cái cây của bạn nó của các bạn ấy nó bốc ngay, nó hấp thụ được ngay thì cũng không sợ nó mất 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 cỏ nó ăn mất cái phân đấy. đấy là cái phân NBK. còn cái phân hữu cơ mà các bạn hoặc là phân chuồng thì các bạn chắc à, chắc chắn là phải rạch à, đất ra, xong các bạn bón, các bạn nắp đất lại. còn cái phân NBK thì mình không cần thiết làm cái việc đấy. cái NBK mà các bạn nên chọn cái chỗ nào cái cái phân nào nó dễ tan ấy nó nhanh tan ấy chứ các bạn đừng 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 lấy cái tan chậm cái tan chậm nó lại không bón vào cái thời điểm giai đoạn đầu này giai đoạn đầu này mà các bạn bón tan chậm ấy thì cái đất nó rất là trống này này cỏ nó mọc rất là nhanh đấy cỏ mọc rất nhanh nó sẽ ăn cái 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 phân tan chậm đấy lúc nào cây đào của các bạn mà nó tốt ấy tốt ở cỏ ở dưới gốc không có hoặc là nếu mà các bạn có thời gian làm cỏ thì bón cái phân tan chậm đấy cũng được như nhà mình thì nhà mình đa số là bón cái phân tan nhanh nếu mà sử dụng cái phân NBK mọi tan nhanh nhé, còn cái tan chậm thì nhà mình không dùng trong cái giai đoạn này. Còn đây là cái phôi bonsai nhà mình đánh tách ra này, đánh tách ra mình trồng ở đây. Thực ra là à, năm nay mình bắt buộc phải tách ra phải tách vào đây. Đấy cái nô no bonsai đây cái bọn bonsai này bonsai nhỏ mình cũng mới uốn năm vừa rồi thôi cũng nuôi gốc một năm trước rồi này đấy cái đoạn màu gốc này đến đây là cái đoạn của năm vừa rồi đấy cả cả một cái thân trên đấy là năm vừa rồi mình uốn này còn đoạn kia là đào ngũ phúc đấy đào ngũ phúc ở đằng xa xa kia đây đấy đấy, đã chỉnh cây đâu mà nắp để tí áo chỉnh anh. Chưa. Các bà cứ đi bóc bóc nông lông đi. Bóc cây nông xong các bà về cũng được. Cái cháu vừa lấp vừa chỉnh luôn. À bà chuyên đi kéo cho cái dây. Kéo cho cái dây để cháu tưới. Để tí tưới. Mình không đi lên nữa. Tí nữa về nấy tôi mình cũng xin kết thúc video tại đây chúc các bạn có những cây đào thật là đẹp để đón tết